Sự can dự của Nhật Bản trong cuộc chiến tranh Triều Tiên thứ hai có thể sẽ rộng hơn. Nhật Bản sẽ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng cùng với Mỹ, tập trung vào phòng thủ tên lửa, an ninh hàng hải và hỗ trợ hậu cần. Sự tham gia của Nhật Bản vào một cuộc xung đột trên bán đảo Triều Tiên có thể sẽ loại trừ các hoạt động chiến đấu trực tiếp do những nhạy cảm chính trị và hạn chế pháp lý. Tuy nhiên, Nhật Bản sẽ cung cấp hỗ trợ đáng kể về hoạt động chiến dịch và hậu cần thông qua các hoạt động khác nhau. Ngoài hướng dẫn quốc phòng Mỹ Nhật Bản năm 2015, cái nhìn sâu sắc đáng tin cậy nhất về các hành động tiềm năng của Nhật Bản trong tình huống bất ngờ ở Triều Tiên được tìm thấy trong bản kế hoạch tác chiến 5055. Mặc dù kế hoạch này được giữ bí mật, nhưng một số chi tiết của nó đã được tiết lộ trên các phương tiện truyền thông. Kế hoạch tác chiến 5055 được phát triển như một bản nâng cấp cho kế hoạch khái niệm 5055 sau vụ thử hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên vào năm 2006, là một chiến lược phòng thủ toàn diện của Mỹ và Nhật Bản được thiết kế để giải quyết các tình huống bất ngờ tiềm ẩn của Triều Tiên. Kế hoạch này chia các kịch bản thành hai loại. Đầu tiên, Nhật Bản cung cấp hỗ trợ mà không phải đối mặt với một cuộc tấn công trực tiếp. Và một kịch bản còn lại là Nhật Bản bị tấn công trực tiếp, đặc biệt là bằng tên lửa đạn đạo. Kế hoạch vạch ra sự hợp tác chi tiết giữa lực lượng Mỹ và Nhật Bản trong các lĩnh vực nhận thức tình huống, hậu cần, chỉ huy và kiểm soát và phòng thủ tên lửa. Nó bao gồm các biện pháp cho các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ các căn cứ và cảng của Mỹ và các hoạt động hỗ trợ hậu phương có sự tham gia của chính quyền địa phương. Trong trường hợp kịch bản thứ hai xảy ra, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Nhật Bản sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa của Triều Tiên, với khả năng phóng tên lửa nhắm vào không chỉ Hàn Quốc mà các khí tài và lãnh thổ quân sự của Mỹ trong khu vực, chẳng hạn như đảo Guam và Hawaii. Các tàu khu trục được trang bị hệ thống Aegis và các thiết bị đánh chặn trên bộ của Nhật Bản có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh chặn các tên lửa này. Khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo của Nhật Bản sẽ cung cấp thêm một lớp phòng thủ cho lực lượng và khí tài của Mỹ, đảm bảo hiệu quả hoạt động của họ trong tình huống bất ngờ ở Triều Tiên. Điều này cũng sẽ giúp giảm thiểu khả năng tách rời hạt nhân, khả năng Triều Tiên có thể gây chia rẽ lực lượng Mỹ và Hàn Quốc, Nhật Bản bằng cách đe dọa tấn công hạt nhân, từ đó làm suy yếu quyết tâm của Liên minh. Trong khi đó, Nhật Bản có thể sẽ điều động các tàu quét thủy lôi của mình đến vùng biển Triều Tiên trong những kịch bản như vậy. Triều Tiên được biết là đã triển khai hàng nghìn quả thủy lôi dọc theo bờ biển của mình. Những quả thủy lôi này sẽ gây ra mối đe dọa đáng kể cho các hoạt động hải quân của Mỹ và Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột. Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản có khả năng giả phá thủy lôi hiệu quả như đã được chứng minh trong cuộc tập trận chống bom mìn quốc tế năm 2013 và có thể sẽ được giao nhiệm vụ dọn sạch các tuyến đường biển trong và xung quanh bán đảo Triều Tiên. Hoạt động này sẽ rất quan trọng để đảm bảo việc vận chuyển an toàn lực lượng tăng viện và vật tư của Mỹ đến khu vực giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đổ bộ ở Triều Tiên nếu cần thiết. Vai trò của Nhật Bản sẽ mở rộng sang chiến tranh chống máy bay, chống tàu ngầm và chống tàu mặt nước. Lực lượng không quân của Triều Tiên, mặc dù tương đối lỗi thời, nhưng vẫn có thể gây ra mối đe dọa cho máy bay trinh sát và vận tải. Máy bay chiến đấu của Nhật Bản có thể giúp bảo vệ các khí tài trên không của Mỹ khỏi các máy bay đánh chặn của Triều Tiên hoặc máy bay cố gắng xâm nhập không phận Hàn Quốc hoặc Nhật Bản ngoài ra hạm đội tàu ngầm của triều tiên có thể cố gắng phá vỡ các tuyến đường liên lạc đường biển giữa nhật bản và hàn quốc vốn rất quan trọng đối với việc vận chuyển quân nhân và vật tư của quân đội mỹ lực lượng phòng vệ biển nhật bản với khả năng chống tàu ngầm tiên tiến sẽ được giao nhiệm vụ vô hiệu hóa các tàu ngầm triều tiên gây ra mối đe dọa cho các tuyến đường biển quan trọng này hoặc cho các tàu của hải quân mỹ hoạt động trong khu vực ngoài ra với việc nhật bản đang trong quá trình có được khả năng phản công và có kế hoạch tái triển khai tên lửa hành trình tomahawk từ mỹ vào năm 2027, khả năng mới này có thể được sử dụng để tấn công các địa điểm phóng tên lửa của Triều Tiên hoặc các mục tiêu quân sự quan trọng khác trong trường hợp xảy ra tình huống bất ngờ ở Triều Tiên. Điều này sẽ phù hợp với chuỗi tiêu diệt của Hàn Quốc nhằm mục đích vô hiệu hóa các mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên trước. Mặc dù khả năng phản công của Nhật Bản vẫn chưa hoạt động hết công suất, nhưng sự phát triển của nó báo hiệu một sự chuyển dịch sang tư thế phòng thủ chủ động hơn. Một tư thế có thể tăng cường đáng kể nỗ lực của Mỹ và Hàn Quốc trong việc vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng quân sự của Triều Tiên trong một cuộc xung đột. Việc bảo vệ các biên đội tàu tiền phương của Mỹ sẽ là một vai trò quan trọng khác của Nhật Bản. Các biên đội này mang theo vật tư và thiết bị quân sự được bố trí sẵn, được đặt chiến lược tại các địa điểm như Guam và Okinawa. Trong giai đoạn đầu của một tình huống bất ngờ ở Triều Tiên, các vật tư này có thể triển khai nhanh chóng đến Hàn Quốc thậm chí có thể trước khi quyết định chính thức được đưa ra để gửi quân tiếp viện từ lục địa Mỹ. Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản có thể sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ các tàu này khi chúng di chuyển đến Hàn Quốc, đảm bảo việc triển khai nhanh chóng các khí tài quân sự thiết yếu đến chiến trường. Hỗ trợ hậu cần của Nhật Bản được tạo điều kiện thuận lợi thông qua lực lượng phòng vệ sẽ là một thành phần quan trọng cho các hoạt động của Mỹ trong tình huống bất ngờ ở Triều Tiên. Theo luật an ninh năm 2015 của Nhật Bản, Lực lượng phòng vệ được phép cung cấp hỗ trợ hậu phương cho lực lượng Mỹ, bao gồm việc sử dụng các cảng và sân bay của Nhật Bản cho các hoạt động tiếp tế, hỗ trợ y tế và vận chuyển quân sự. Vai trò của Nhật Bản trong việc duy trì chuỗi cung ứng và cung cấp hỗ trợ hậu cần, bao gồm việc tiếp nhiên liệu và bảo trì máy bay và tàu quân sự của Mỹ, sẽ giúp duy trì các hoạt động quân sự của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, Nhật Bản có thể hỗ trợ sơ tán những người không tham chiến, bao gồm cả công dân Nhật Bản và có thể là thường dân Mỹ khỏi Hàn Quốc. Ngoài hỗ trợ liên quan đến chiến đấu, Nhật Bản cũng có thể cung cấp hỗ trợ nhân đạo trong tình huống bất ngờ ở Triều Tiên. Điều này sẽ bao gồm các hoạt động tìm kiếm cứu nạn cho nhân sự Mỹ và đồng minh, cũng như kiểm tra tàu để đảm bảo tuân thủ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên. Mặc dù khả năng được nâng cao, đặc biệt là trong phòng thủ tên lửa, gia phá bom mìn và hậu cần hậu phương, nhưng khả năng lực lượng mặt đất của Nhật Bản hoạt động trên đất Hàn Quốc vẫn còn rất mong manh. Hàn Quốc theo truyền thống đã phản đối sự hiện diện của lực lượng Nhật Bản trên lãnh thổ của mình do những nhạy cảm của lịch sử, khiến chính phủ Hàn Quốc khó có thể cho phép lực lượng phòng vệ Nhật Bản tham gia vào các hoạt động chiến đấu trực tiếp trên bán đảo. Một số quan chức quân sự Hàn Quốc mà tôi đã phỏng vấn lưu ý rằng, trong một tình huống cực đoan, chẳng hạn như lực lượng kết hợp Mỹ Hàn Quốc bị lực lượng Triều Tiên tiêu diệt trong giai đoạn đầu của cuộc chiến và buộc phải rút lui về phía Nam hơn nữa, việc triển khai lực lượng phòng vệ Nhật Bản trên đất Hàn Quốc có thể trở nên không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, do những nhạy cảm chính trị Kịch bản này rất khó xảy ra. Kết luận, nếu Triều Tiên phát động một cuộc chiến toàn diện nhắm vào Hàn Quốc tại thời điểm này, họ nên lường trước sự can dự đa hướng của Nhật Bản. Từ phòng thủ tiên lửa và an ninh hàng hải đến hỗ trợ hậu cần cho lực lượng Mỹ, đóng góp của Nhật Bản có thể sẽ vượt qua vai trò của họ trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, đặc biệt là với quyết định có được khả năng phản công và quyền thực hiện phòng thủ tập thể được luật pháp năm 2015 cho phép. Do đó Nhật Bản dự kiến sẽ cung cấp mức độ hoạt động hỗ trợ chưa từng có cho lực lượng Mỹ trong cuộc chiến Triều Tiên thứ hai. Nếu ban lãnh đạo Bình Nhưỡng hiểu rõ điều này, họ có thể cố gắng tạo ra sự chia rẽ không chỉ giữa Mỹ và Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản mà còn giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Do đó việc củng cố liên minh ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc và củng cố mắt xích yếu nhất quan hệ Nhật Bản Hàn Quốc là rất quan trọng. Về tác giả, tiến sĩ Yu Hyung Kim là nhà phân tích quốc phòng tại một tổ chức tư vấn quốc phòng Hàn Quốc và hiện đang trong quá trình hoàn thiện luận án tiến sĩ của mình có tựa đề Đóng góp an ninh của Nhật Bản cho Hàn Quốc 1950 đến 2023. Về tác giả, tiến sĩ Ju Hyung Kim là nhà phân tích quốc phòng tại một tổ chức tư vấn quốc phòng Hàn Quốc và hiện đang trong quá trình đưa luận án tiến sĩ của mình có tựa đề Đóng góp an ninh của Nhật Bản cho Hàn Quốc 1950 đến 2023 thành một cuốn sách.